谢你来。中央乐团台和班长台员及副委员共方队长苏华高王启红高中央会议hôm nay chúng tôi rất cảm ơn toàn thể quý vị hiện diện ở đây để chứng giám giây phút quan trọng nhưng thiêng liêng của hội quân ca chính Hải Minh Việt Nam. Chúng tôi là nhiệm kỳ thứ 15 của hội quân ca chính Hải Minh Việt Nam sẵn sàng đứng trước đại hội để tuyên thệ. Xin quý vị ban chấp hành đưa tay phải lên để làm lễ tuyên thệ. Toàn thể anh em ban chấp hành nhiệm kỳ thứ 15 của Hội Quân Nhân Chính Hải Minh Việt Nam long trọng tuyên thệ trước đại hội. Điều 1, tôn trọng nội quy của hội. Điều 2, cố gắng làm tròn mọi nhiệm vụ được hội giao phó. Điều 3, hiện đem hết khả năng để phục vụ quyền lợi cho hội nhà. Chúng tôi xin thề, xin chân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Xin mời quý vị trong ban chấp hành về chỗ ngồi. Anh là hội trưởng và anh trưởng ban giám sát lưu hạ trong sân khấu. Xin mời anh hội trưởng trở lại sân khấu. Phần tiếp theo đây sẽ là phần trao ủy nhiệm thư cho các cố vấn tối cao. Xin mời ông đội trưởng và anh chị hậu cáo sẽ xứng danh tất cả những cố vấn và anh đội trưởng và giám sát thì sẽ trao ủy nhiệm thư. Thank you.
này ạ. Tôi thì không thỏa sơ trên, không có tất cả. Thank you.
Để kết thúc chương trình, đồng thể Trần Thái Văn Thí Giang, Trần Thái Văn Thí Giang, Trần Mạnh Tân Thí Giang, Mùa Phong Thí Giang, Diệp Trang Mai Thí Giang, chúng ta đó là những thủ tục bình thường và nhưng mà cần thiết.